Như chúng ta đã biết, để chọn một sản phẩm tốt chưa chắc bạn đã có thể chăm sóc da tốt nhất, bởi thực tế còn phải chú trọng đến yếu tố sản phẩm đó có phù hợp với làn da bạn đang sở hữu hay không. Liệu thành phần có trong sữa rửa mặt rau củ màu tím có an toàn lành tính cho bà bầu không? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm sữa rửa mặt rau củ loại màu tím xem nó phù hợp cho bà bầu không nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác bên dưới mô tả video này có số điện thoại gia lô của shop bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé và dưới phần mô tả shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé Sữa rửa mặt rau củ được nghiên cứu và sản xuất bởi các chuyên gia da liễu có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dược mỹ phẩm có chứa các thành phần chính được chiết xuất từ rau củ như bơ, rau củ, chanh, có khả năng làm sạch da, đào thải độc tố, ngăn ngừa mụn hình thành trên da hiệu quả phù hợp với từng loại da. Đặc biệt với loại sữa rửa mặt rau củ màu tím là vị cứu tinh dành cho các cô nàng da khô với mong muốn làm sạch da mà không gây khô rát, căng da. Sữa rửa mặt có kết cấu dạng sệt màu tím, rất đẹp mắt, có khả năng tạo bọt tốt tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu khi sử dụng trên da. Đồng thời, sữa rửa mặt rau củ màu tím có chứa các thành phần rau, củ quả 100% an toàn lành tính cho các mẹ bầu. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp làm sạch bụi bẩn sâu dưới lỗ chân lông, bã nhờn, thải độc trì cho da, cấp ẩm cho da, dưỡng trắng da đặc biệt phù hợp với chị em có làn da khô hoặc da nhạy cảm. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín. Bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.